Chào các bạn trở lại với giải trí miền Tây. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Hôm nay quay nho đỏ 12 vụ cho các bạn thưởng thức nha. Và trong cái vườn nho của mình đó các bạn, có một cái trái nó bị đột biến. Không biết là như thế nào mà nó to bất thường nha các bạn. Đây nè. À, các bạn nhìn thấy ha, cái trái bình thường á, trái bình thường là cỡ này nha các bạn ha, cỡ này là đã to rồi nè. À, mình hái một trái cỡ này là đã to, nhưng mà cái trái này nó rất là to các bạn. À, các bạn nhìn nè, nếu mà đo với nó là một, gọi là một trời một vực nha các bạn ha. À, nó to hơn người ta rất là nhiều như vậy á. Cái trái này nó muốn bằng cái trái sung rồi các bạn ha. À, mình buổi chiều mình lên mình phát hiện cái trái nho đỏ nó to đột biến vậy, mình quay lại cho các bạn xem đó ha. À, trồng cái nho đỏ 12 vụ này cũng có cái đam mê mới trồng được nha các bạn. Cái loại nho thân gỗ này phải mình thích đó, mình thích thì mình dễ trồng hơn, còn mình không không thích thì mình không có đam mê thì mình không thích trồng nó nha các bạn. Còn cái cây bên này thì nó cũng bằng cái tuổi với nhau đó các bạn. À, cây này thì 2 năm rưỡi, nhưng mà một bên đó thì nó có cái trái chín ha, trái chín đỏ tươi ha, các bạn xem đó ha, còn một bên nó còn xanh rì như vậy. À, rồi tuy là nó có cái trái chín ở trên nè, các bạn thấy ha, trái chín nè đó, rồi nhưng mà nó vẫn có cái trái xanh. À, rất là đẹp các bạn. Khi mà các bạn có một cái cây ha, vài cây ở nhà để mình có thể buổi chiều hay là giờ rảnh gì đó mình lên mình ngắm cho vui thì cũng rất là thú vị nha các bạn. Trái rất là đẹp, rất là nhiều nha các bạn. Đó. Trái rất là nhiều. Mình rất là thích ngắm cái trái nho giống vậy. À, mưa, do mưa bão cho nên là trái nho nó căng bóng, nó rất là đẹp các bạn ha, căng bóng luôn, rất là đẹp. Như cái trái này là chín rồi nha các bạn, như cái chùm nho này là chín rồi đó, nó đỏ gì là chín rồi. Tại mình không không có thời gian để mình hái, mới đi làm về thôi. Cái cây này là nó có trái tới dưới gốc luôn nha các bạn. Và nó có một trái to giống vậy. À, mình nhìn thấy cái trái to này thì mình quay lại cho các bạn xem ha. À,
So với cái trái nhỏ ở trên đó là nó to hơn rất là nhiều nha các bạn. Mà mình quay vô cái máy thì nó đã nhỏ rồi đó, còn ở ngoài mình nhìn nó to hơn. Đó các bạn thấy ha, rất là to hơn. Và trái nó chín nó ngọt đó, cho nên cái kiến nó lên nó ăn đó các bạn. Các bạn nhìn thấy kiến nó bò lên bò xuống đó ha, rất là nhiều kiến nè. Là do nó lên nó ăn cái trái chín. Còn cũng giống như cái cây bên này, nó cũng gần nhau nè các bạn, nhưng mà con kiến nó ít hơn, hoặc là mình không không có thấy cái kiến con kiến ha, là do trái nó chưa có chín đó các bạn, thì nó không có ngọt lắm, cho nên kiến nó cũng chưa có nhiều để nó bu. À, cái trái cây nào mà kiến nó bu là rất là ngọt nha các bạn. Rất là đẹp ha các bạn, rất là dễ thương. Mình nhìn những cái trái nho thân rỗ gỗ rất là đẹp. À, các bạn nào ở miền Tây thì muốn nếm thử cái trái nho thân gỗ, mà có cần thì cứ liên hệ với mình ha, lên giường mình ăn chơi cho vui, tại cái số lượng nó cũng nhiều lắm các bạn chứ không ít. Rồi thì mình quay chút xíu cho các bạn ngắm cho nó vui ha. Và các bạn cảm thấy thú vị thì đừng quên để lại một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ. Và hãy bấm vào cái chuông để nhận được cái video mới. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn xem cái video này nhé. À, xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. À, bye bye.